Hello, hello, hello. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tiến Tip Vlog. Hôm nay thì clip này thì tôi sẽ làm một cái thử thách gọi là thoát khỏi một cái cuộn kén bằng băng dính, mà tôi sẽ đưa thử thách này cho thằng em tôi. Đấy, thì đang phê. Thực ra thì thằng này nó đang thèm thuốc từ sáng giờ rồi. Nhưng mà hôm nay thì là thử thách của tôi sẽ để dành cho nó, dành riêng cho nó, từ thiện cho nó luôn. Này nó thèm tiền lắm, nên là tôi sẽ đưa thử thách cho nó để cho nó kiếm tiền đỡ phải đi làm. Nên là thử thách hôm nay sẽ là gì thì các bạn cùng chờ đón nhá. Và để chuẩn bị cho thử thách ngày hôm nay thì tôi đã chuẩn bị ở đây là bốn cục băng dính. Ok, theo như bà chủ quán bày nói thì bốn cục băng dính dài tầm gần 400m luôn nhé các bạn nhé. Và đây là mức thưởng của nó, tương đương với thời gian, đó là 3 phút, 6 phút và 10 phút. Nếu mà nó thoát được trong 3 phút thì nó sẽ được nhận 500.000, nếu mà trong 6 phút thì nó sẽ được 200.000, và trong 10 phút thì nó chỉ được 100.000 thôi. Ok, thì nếu không? Mà nếu em thoát được trong mức 1 thì tắt tay đi. Thế này hàm thế. Chơi nó phải dừng chơi. Rồi nếu mà chú mà thoát khỏi trước 3 phút thì anh sẽ cho tấp số tiền này, đó là 800.000. Có vẻ khoai đấy. Ok. Đấy khoai. Ok, ok. Sợ à? Có sợ không? Không xoắn thì đàn run kìa. Có nhiều việc khó hơn thế ta còn làm được. Và dụng cụ để nó thoát được đó là dao và kéo. Nhưng mà nhá, mày trước, mày dao sắt chưa? Dao này thì cắt tiết phát trên luôn. Nhưng mà anh nói trước, cái này là phải mua đấy nhá. Nếu mà thích dùng dao thì là 50.000. Nếu mà thích dùng kéo thì là 30.000. Ok. Ok, 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 ok. Ôi nhưng mà bán rẻ quá nhỉ. Thế thôi, thưởng thấp thì thế thôi. Thôi được rồi, đã nói ra rồi thì không nuốt lời nữa. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu quấn nó thành xác ướp Ai Cập để cho nó thoát ra xem như thế nào. Đi thôi các bạn ơi. Các bạn xem clip của mình thấy hay thì hãy nhớ like, subscribe và chia sẻ để cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu thử thách nhé. Bắt đầu bây giờ tôi sẽ quấn nó thành con nhện, phải là kiểu con kén nhá, thành như kiểu xác ướp Ai Cập luôn. Ok, bắt đầu đấy nha. Chơi nữa được không? Nóng lắm rồi. Bây giờ không chơi. Bây giờ tôi đã quấn hết 4 cuộn rồi các bạn. Đấy, 4 cuộn rồi đó. Giờ nó thành cái sách ướp. Không giữ hiểm ngã. Bây giờ cho hỏi lại câu nữa.
còn dám chơi nữa không? Đi quán xong rồi phải chơi chứ. Mất gì cũng chơi. Rồi, nó vẫn ngàn lì các bạn. Bây giờ, thế bây giờ thế này, cứ chọn cái nào? 50.000, 30.000. Mua cái nào đây? Mua được cả hai. Mua cả hai được. Cứ dùng cái 50.000 trước. 50.000 trước vậy? Hàng xịn trước. Ok, nó đã quyết định mua cái 50.000, đó là mua 50.000 cái dao nhá. Thế là thắng là mất, chứ mà sử dụng mà cắt được 80.000. Mấy phút nhỉ? 80.000 ba trừ 800 còn 700 mấy? 720. 720. Thử nó đi. Không, cái gì nó bị ra cái đấy rồi. Chú chọn dao trước nào? Dao, vừa nói rồi. Dao, đây, dao. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ, từ đã. Bây giờ anh bấm giờ đấy. Bấm giờ cơ. Này, chọc mạnh, chọc cúc cù cu thì bỏ bố. Rồi, các bạn nhìn. Đâu chưa? Chưa. Bây giờ đang là 11:26 nhá. Chọn chỗ nào chọc được. Bắt đầu. Nào, đếm nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Đại cục xem. Chặt thế, chặt thế. Không phải dễ quá đâu, không dễ đâu. Giờ mới móc mối được tiên. Cháu cắt mất quý đấy. Chặt cục cu này ra đi. Thằng hết. Chặt quá, cái con nóng thì ngon. Ủa, thôi tiền. Rồi, đó, mất tiền nó rồi. Dễ quá. Tiền thôi, mất tiền đấy các bạn. Ôi trời ơi. Ôi xong rồi. Ôi xong rồi. Ôi trời ơi. Mắc lừa rồi các bạn. Tôi mắc lừa rồi đó. Cô phải ăn. Tay này. Nó hơi đấy. Mày kia. Có được không? Kéo ngồi xuống đi. Mắc khí. Nó loạn ruột rồi. Cắt sách kéo. Yên tâm tí có tiền nó mới không sống. Nào đấy ăn đâu. Nghĩ đi mày có. Mày chết nhiều quá. Vậy là được 2 phút rồi nhá. Không chết rồi. Cái này là chú không ăn được 500 rồi. Thế thì có đồng nào quá đấy không? Bây giờ không chơi thì chú sẽ phải mất 300 beng thôi. Không mất gì đâu. Bỏ cuộc nó phải mất chứ. Không sao kèo chứ. Bây giờ anh sao? Lật kèo à? Lật kèo luôn. Mà nếu mà không bây giờ không chơi thì cứ ngồi đây anh xuống cơm. Anh nói sáng kiếm tiền đi ăn chút. Đấy các bạn thấy không? Nó vì tiền nó phải chơi cái này nó phải kiếm. Yên tâm nó xong một khi này nó bằng nó. Bằng nó làm cả ngày luôn. Không phải làm cái gì vẫn có tiền. Đấy. Quá lắm. Kéo nha, kéo nha. Ôi trời ơi, thấy, thấy. Ôi. Ôi, đây, thử thử thiêu. Ai nào nó dính vào tay cậu quá. Cái gì nó dính vào lông. Nó dính vào lông đúng rồi. Có vẻ như đoạn chân thực ra rất là dễ dàng. Một con này sắp thành bướm rồi. Anh đã kén. Sắp thành bướm rồi. Cái đoạn này mới có đi. Bốn phút rồi nha. Ôi. Ôi trời ơi.
Hình như anh ta đang tìm được một cái lối thoát cho mình. Thôi xong rồi. Mất tiền với nó rồi. Bây giờ mất tiền thật với nó rồi. 3 phút này. 4 phút rồi. Hơn 4 phút rồi, 5 phút rồi. Chết rồi. Hết giờ rồi. Sống ngắn được nữa. À, ngủ đấy không được chết được. Thôi rồi, ta đã xa rồi. Xong, mất tiền. Cái nhóm chọc lách là chết. Cháu nghĩ sao rồi? Lắm lắm. Mệt lắm. Ví dụ tiền thích không? Thì tiền thì ai cũng thích rồi. Mày cố lên xem nào. Hôm trước lên mày nhịn đấy. Trước sau thì em ra rồi thôi. Ây, chọc tay. 6 phút rồi. 6 phút là hết rồi. 6 phút là hết mỗi 200 của chú rồi đấy. Có 1 lít rồi. Còn 1 lít. 1 lít kéo lại, cứ ra 50.000 được. 20.000. À đúng rồi, 50.000. Mua hết đâu? Tiền bán. Người ta sắp phát rồi. Sắp phát rồi. Không có cái 5.000 đâu. Bây giờ không có cái gì dính trên người anh tính nhá. Được lắm chưa? Tạm đi thôi, cảm nghĩ sao? Nóng lắm, nóng lắm. Mệt lắm. Bỏ hết tay. Như vậy là nó đã thoát ra rồi các bạn. Như vậy nhưng mà tôi chỉ mất 100.000 thôi. Nhưng mà nó mua cái dao của tôi mất 50.000 rồi. Nên là tôi chỉ mất 50.000 thôi. Từ từ chú. Đây là cái vỏ kén. Vỏ kén nó đã thoát ra đây. Một cốc trà sữa. Nó biến thành bướm được rồi đấy các bạn. Bây giờ lấy tiền không? Có chứ. Để ăn trưa. Cứ tưởng quên. Thế em sợ. Ô, nhưng mà có tiền trả lại không? Có. Ui rồi. Trả lại 50 hả? Mặt trời nó. Thôi thế. Ôi rồi. Này. Không được đâu nha. Đưa đây. Nhanh. Gì mà thế? Là sao mà chơi? Không được. Đi lại. Chơi là chơi. Thưởng là thưởng. Đâu ra đấy. Ôi các bạn. Mình sẽ kết thúc clip ở đây. Nhớ like, subscribe và chia sẻ cho anh em mình nhá. Rồi. Xin chào.